không? Rồi nha. Ngoài đầu cổ. Sai. Phải đúng trong cái tờ giấy được không? Sai. Điện thoại hết pin. Sạc. Chính xác. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả đến với chương trình Nhanh Như. Và đến với chương trình ngày hôm nay bao gồm đội thứ nhất là giáo sư nhà triết học, tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân và nhà thơ, giảng viên trường đại học Bùi Xuân Huấn. Và đội thứ hai là tôi tự giới thiệu, tôi là đệ nhất quốc sư Hoa Kỳ Trần Dần, cố vấn tối cao của Tổng thống Donald Trump, hiện tại là quốc trưởng của chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng Hòa. Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của Miu Seven. Và mình xin tự giới thiệu, mình là Miu Seven. Còn đây là bác sĩ em. Hôm nay tụi mình lại tiếp tục chơi một cái trò chơi. Cái trò chơi này được lấy cảm hứng từ chương trình Lấy Một Chút Cảm Hứng thôi nha, chứ không phải là sao chép hoàn toàn nha. Lấy một cảm hứng từ chương trình Nhanh Như Chớp. Nhanh Như Chớp ở trên HTV phải không ta? Đúng rồi. Thì hôm nay tụi mình có hai cái chủ đề để chơi. Đó là chủ đề con vật và chủ đề về đồ vật. Đó. Thì hai cái chủ đề này mình sẽ viết vào hai cái tờ giấy và mình bỏ trong cái tô này. Rồi hai đội sẽ bốc thăm. Bốc thăm để lấy về cái chủ đề của mình. Ok, và bây giờ tụi mình sẽ tiến hành bốc thăm nha. Bốc thăm chủ đề trước và sau đó sẽ oảnh tù tì coi thử ai sẽ ra câu hỏi trước. Và mình bốc thăm nè. Rồi. Rồi, giờ đây con vật. À, đây là con vật. Và chủ đề của mình là đồ vật. À, đồ vật. Rồi. 1, 2, 3. Rồi, em ra đó trước. Để mang tính công bằng là mình tháo nón ra. Ok, phải tháo chứ. Rồi, chuẩn bị chưa? Rồi. Bây giờ anh Cường. Được rồi. Bây giờ bấm giờ nha. 1, 2, 3. Bắt đầu. Rồi. Ngoài đồng. Hay đi giúp nông dân. Con trâu. Chính xác. Con gì mà khỏe khỏe to to? Con voi. Chính xác. Con gì mà ở trong rừng nó dữ lắm? Con hổ. Sai. Phải đúng trong cái tờ giấy được không? Sai lại quất. Con gì mà trong rừng nó điện lắm? Con cọp. Đúng rồi. Phải đã đúng trong tờ giấy được. Con gì mà miệng bự lắm? Ở dưới nước. Con cá sấu. Sai. Sai. Con gì mà miệng bự dưới nước á? Miệng bự dưới nước. Còn nó to lắm, hại hoặc nó bự lắm. Quá lớn lắm. Bỏ qua. Con gì nó không đi thẳng, nó đi ngang. Con cua. Đấy, như vậy là không có được đâu. Chỉ liệt kê ra thôi. Thì nói như vậy mà. Nói đâu có liên quan. Con gì mà ra dùng để làm sữa. Con bò. Dạ. Đi làm sữa. Cái em không biết mà thì tại sao Cường đoán được thôi. Con gì mà bò sát mà đi bò bằng bò không à? Rắn. Đúng rồi. Con gì mà ở dưới nước? Cá. Dạ. Con gì mà con gì mà người ta hay nuôi để giữ nhà? Chó. Con gì mà không được đẹp? Con quỷ. Sai. Đánh nhau vậy? Con gì mà không được đẹp? Con vịt. Vịt. Cầm luôn đi. Con gì không được đẹp? Bỏ qua. Cái gì
Con gì mà mồm bự dưới nước? Tưởng nó to lắm, bự lắm. Mồm bự dưới nước. Con vịt. Con vịt nhưng mà bự dạ. Lắm. Con hà mã. Chính xác, bán rồi. Con gì mà đẹp? Còn cặp cuối đó. Mấy phút rồi? 2 phút 19 giây. Con rồi. Cá sấu. Chính xác, hay quá. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Rồi. Rồi, trả tô đây. Bị chưa? Chuẩn bị rồi. Bắt đầu. 1, 2, 3. Bắt đầu. Mobile đọc tiếng Việt. Điện thoại. Chính xác. Ê, đang nghe. Ủa? Anh nói gì cả, anh Cường này. Rồi, anh đánh lại. Thủy tinh uống nước. Đưa lên cho ta xem cái gì. Ly. Đưa chữ ly rồi. Chính xác. Cái gì để múc? Cái muỗng. Chính xác. Điện thoại hết pin. Chính xác. Chính xác. Khó chứ mọi người. Bớt nó cả dễ quá. Cái gì dùng tay nắm lại? Cái gì dùng tay nắm lại? Cây. 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 Quá lượt. Quá lượt. Hồi sáng vợ tao chở tao đi mua cái gì cho thằng nhóc? Sao biết? Kể rồi, có nghe rồi. Chú xích. Chú xích. Mà lên. Chú xích. Quá lớn. Đánh trượt nhưng nhá lửa. Quẹt. Chính xác. Kim lên miệng, thở ra khói. Điều thuốc. Có thuốc. Chính xác. Mày đi cùng bớt ngu. Hai phút 36 rồi. Một cặp nhưng không mỏng. Một cặp nhưng không mỏng. Một cặp nhưng không mỏng. Cái áo à. Áo. Cái áo. Qua lượt, qua lượt, qua lượt. Rồi 3 phút rồi. 3 phút à? Rồi 3 phút 3 giây luôn rồi. Mình là sang thua. Còn mấy câu? Không, 3 phút là mình thua chứ. Tại vì mình ra câu hỏi chậm. Không, cái câu hỏi chậm. Không, thằng trả lời được. Cho anh trả lời được 10 câu là mình thắng chứ. Anh thua chứ. Cái đó là do mình ra câu hỏi chậm quá. Chậm hả? Bây giờ cho câu hỏi nữa không? Hết cái đó nó đi cho nó bị bớt. Rồi, tiếp tục. Trả lời hết cái giờ đó. Giờ mình bỏ qua cái yếu tố thời gian đi. Yếu tố thời gian đi. Rồi, tiếp tục. Đại về về đi. Rồi, diễn tả bằng tay nha. Cái gì mà nắm chặt lại? Tao không bậy. Quay lượt đi, không biết đâu. Quay lượt đi, quay lượt đi. 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 Cái thằng đuôi mắt đi đường không thấy đường đi vì nó bị rớt mắt kính. Chính xác. Cắt cũng được. Loạn thì thích diễn tả những thứ mà khó cho người khác. Phụ kiện điện thoại. Tai nghe. Chính xác. Sáng trời. Một cặp nhưng không mỏng. Một cặp nhưng không mỏng.
một cặp mà không mỏng. Đôi không mỏng. Một cặp là gì? À, đôi dép. Tốt. Dép. À, đôi giày. Chính xác. Hay quá. Còn cái nữa, cái kia gì chưa? Rồi, giờ diễn tả luôn nha. Vú. What the hell? Bóp. Cái bóp. Chính xác. Hay quá. Chú là làm gì á camera? Bóp tay, bóp tay. Nhanh như chớp, phiên bản viết xe bằng phải tay. Nhờ camera. Quay chứ. Hay á, cầm camera hay á. Ok, và một cái màn nhanh như chớp thử đối chưa mày cho cảm nghĩ chứ anh Cường, thấy chưa cái chương trình này hay được không Cường? Cái này cũng khá hay đó, mặc dù đơn sơ cây nhà lá giường nhưng mà rất là hay đó, ý tưởng của anh em bác sĩ á, chứ mình cũng không biết tới trò này luôn á. Hôm nay tới đây thì anh em bác sĩ kêu là mình chơi trò đó đi, là tự nhiên anh em nó phổ biến là mình chơi thôi, mà hồi đầu mình cũng không có tưởng tượng được ra sao, nhưng mà nhờ anh em bác sĩ hướng dẫn mình chơi. Tất cả những cái câu hỏi này là anh em bác sĩ, tức là em bác sĩ không biết nha, anh chỉ có mình anh bác sĩ, tức là cameraman á, là bạn ấy thảo ra cho, mà bạn ấy giấu kín không có cho tụi mình biết nha, là hai thằng tụi mình là không hề biết về những cái này nha. Chỉ có lâu lâu á, lại nãy là đưa, là bạn đưa là có cái hình như là cái mắt kiến hay sao á, là lọt lên đây là mình có thấy nè, chứ còn lại những câu khác là mình không hề biết luôn á, được giấu kín. Và chương trình này rất là hay và mang tính bí mật, rất là vui á. Sao bác sĩ em? Nói chung là thấy hay không? Chương trình rất hay, lại những câu hỏi của anh Cường rất là quá đẹp hả? Cực kỳ là nói gì cực kỳ ấn tượng trong đầu mình, rất là hay, rất là cái phong phục cái là khoái vấn đề đó. Biết gì mặt mày biết phải. Ok, và chương trình nhanh như chớp cũng kết thúc video cũng kết thúc, và video cũng xin được kết thúc tại đây. Và nếu các bạn thấy hay, thấy vui thì hãy like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube cho tụi mình. Bye bye. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.